Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình giới thiệu cho mọi người một chương trình iGroup Goti. Chúng ta sẽ nhận được 50 token Goti các bạn để tham gia nhé. Hôm nay mình clip phần liên mô tả mọi người bấm sẽ tắt chatbot nè bạn. Rồi mình sẽ nhận được một token có kèo RBC khoảng con này đã lít lên 0.8 50 đô khoảng nhiêu ta. Rồi bạn bấm cho iGroup các bạn. À, con này đã lít lên nhiều sàn các bạn. Windat Bitten Uniswap Monswap và một sàn là một in exchange các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller các bạn. Cái này khá ngon các bạn nên làm các bạn. Giao 2. Các bạn join vào nè các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi bạn join tiếp kênh seller các bạn. Rồi em nữa các bạn ơi, khổ quá đi. Fan các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Bỏ mẹ kèo này đi. Các bạn join sao các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi tao Twitter thì bạn follow. Giờ tao quýt là thôi. Rồi các bạn bấm theo dõi nha các bạn. Xuống đây các bạn like nó một bài đi các bạn. Giờ tao quýt là bây giờ để game các bạn. Cái này đã lít sàn anh em cứ yên tâm làm các bạn. Sau này tao cần về mình hướng dẫn các bạn chơi sao các bạn. Rồi Facebook thì các bạn follow fanpage Facebook các bạn. Rồi tất cả các bạn chờ mình chút xíu nha tất cả các bạn. Rồi các bạn gì thích nè các bạn. Tiếp đó Uniswap nè các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lượng bot nha các bạn. Rồi các bạn bấm nhờ nút submit đi tên nè các bạn. Sao rồi kêu khai báo gì đây. Rồi các bạn bấm done nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ lại đường link profile từ mở từ Twitter mình ra nha các bạn. Anh em cũng đừng quên bấm nút đăng ký, like, cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào ba chúng ta trên cùng nữa các bạn. Bấm vào chia sẻ nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào save, sao chép vào khai như tạm các bạn. Rồi tiếp tục các bạn chạy ra một. Các bạn dán vào nha bạn. Chết bà theo Twitter gì kỹ ta. Ok các bạn thông cảm nha bạn. Từ Twitter mình copy không được nên mình lấy các bạn. Rồi bạn bắt từ đây nha bạn. Các bạn gửi cho bot nha bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi lại cái đường link vào profile Facebook thì các bạn cũng nhấp vào Facebook nha tất cả các bạn. Phan các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Các bạn cũng nhấp vào fan nè. Các bạn nào có trên ứng dụng thì mở cái từ Facebook trên copy cho mau nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào mũi tên nè các bạn. Các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn nhấp vào bài và trên cùng nữa bạn. Các bạn cũng sao chép vào khai như tạm nha bạn. Rồi tiếp tục các bạn mới đáp lại. Các bạn chở qua con bot. Các bạn dán vào nha bạn. Ui là tờ Facebook sao mà copy không được luôn. Các bạn copy gửi từ Facebook nha bạn. Rồi bạn bắt đúng chào nha bạn.
Thì được nè. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Cái máy này bị gì sao mà copy không được. À, thì tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ chút wallet, master wallet, các bạn copy địa chỉ AC20, các bạn gửi cho bot nha các bạn. Thì mình xài địa chỉ chút wallet. Các bạn tự làm đi nha các bạn, không cần có hết video của mình, các bạn chỉ làm là yêu cầu của bot, yêu cầu gì các bạn làm nấy nha các bạn. Đâu rồi? Rồi, các bạn sao chép nha các bạn. Giá này thác lên quá cao các bạn ơi. Các bạn coi tục cần IFRS để sụp. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào sau tiếp để cập nhật tài khoản của mình nha bạn. Tài khoản của mình nè. Balance token này nó cộng sao ha. Sao nghe tới các bạn. Bấm vào menu thì. Thôi vậy video mình đến đây kết thúc nha bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.